Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc bán tải quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger. Ford Ranger thì nó có rất nhiều phiên bản, từ phiên bản XL, XLT, XLS. Rồi chiếc xe hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là một chiếc xe ở cái phiên bản XLS, tức là số tự động một cầu quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì nói thật với quý vị và bạn nhé, chạy đúng 10 vạn km. Nếu như ở cái phân khúc bán tải mà từ năm 2014 chạy 10 vạn km này thì cực ít. Và cái đồng hồ này thì chúng tôi cam kết, thứ nhất là không bị tua quý vị và bạn nhé. Đồng hồ này không tua và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Chủ xe mua chiếc xe này là từ năm 2014, nhưng mà bất cứ làm một cái việc gì cũng làm ở trong hãng hết ạ. Từ những cái việc thay dầu cho đến sơn sửa đánh bóng đều trong hãng hết, đều có lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng hết quý vị các bạn ạ. Đấy, vì chủ xe này cũng là một người anh thân quen cho nên là chúng tôi mới biết được cái nguồn gốc của chiếc xe này như thế này ạ. Và chiếc xe này thì đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và biển số cũng rất là đẹp, đuôi 68 rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 459 triệu đồng 2014, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp được quý vị các bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger XLS 2014 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLS 2014 mà mới chạy có 10 vạn chuẩn này quý vị và các bạn nhé. Sau đây mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLS 2014 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe đã. Chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới lấy về và chúng tôi đem vào đây tôi quay luôn. Tôi quay luôn là cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Chiếc xe này chưa có rửa, chưa có dọn dẹp hay chưa có làm bất cứ một cái gì cả. Vừa mới lấy từ chủ xe là tôi đem ra đây tôi quay luôn đây quý vị và bạn nhé. Đấy. Vì những chiếc xe ở những cái phân khúc bán tải này thì cũng không cần phải làm đẹp kỹ đâu, vì là tôi cứ để nguyên thế tôi đang tôi bán đã. Rồi nếu như quý vị và các bạn nào mà muốn có nhu cầu muốn làm đẹp thì tính sau. Bây giờ chúng tôi cứ đăng lên bán đã. Rất là đẹp đây, nguyên bản đây quý vị và bạn nhé. Chiếc xe này nguyên bản mới thay có 1-2 cái lốp thôi, hai cái lốp là thay rồi quý vị bạn này. Đây là chiếc xe này là hai cái lốp này thì lốp này mới thay xong quý vị bạn nhé. Đấy, đây cái lốp này thì mới thay. Và lốp nguyên bản vẫn còn quý vị bạn nhé. Đây có một chiếc lốp này. Còn hai chiếc lốp gì đó là nguyên bản quý vị bạn ạ. Đây, lốp này là còn nguyên bản này. Đấy, lốp nguyên bản 2014 đây quý vị bạn ạ. À, chiếc xe này được sản xuất năm 2014 mà chạy 10 vạn chuẩn cho nên là đến bây giờ cũng phải bắt đầu tính đến cái việc thay lốp là chuyện bình thường quý vị bạn ạ. Chạy 10 vạn rồi mà thứ hai nữa là từ 2014 đến bây giờ là 7 năm rồi, không chạy mấy thì cũng phải thay lốp. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cả cái nắp thùng thấp đây quý vị bạn nhé. Đấy, có nắp thùng thấp này, camera lùi này, đầu màn hình Android có đầy đủ cả rồi quý vị bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Chiếc xe này là màu đỏ đô quý vị bạn nhé. Màu đỏ này nó đẹp hơn cái màu đỏ cờ. Ở cái phân khúc bán tải thì những cái xe to thì màu đỏ này đẹp hơn cái màu đỏ cờ. Còn những cái phân khúc hạng A như Morning, Iris các thứ thì lại đỏ cờ đẹp hơn. Mấy thứ hai nữa là nó còn phụ thuộc vào cái màu sắc, nó còn phụ thuộc vào sở thích của từng người nữa. Nhưng mà phần lớn là thấy cái màu đỏ đô này là nó sẽ đẹp hơn ạ. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Máy móc các thứ còn nguyên bản, chúng tôi mua về cái là tôi để nguyên đấy. À, đây là khung gầm các thứ. Chiếc xe này được chạy ở Hà Nội quý vị bạn nhé, cho nên là cái gầm của nó rất là đẹp này. Chắc chắn là không có gì xét gì đâu quý vị các bạn ạ. Chỉ có điều là nó hơi bẩn, chúng tôi mua về có chưa có rửa đâu. Đấy, chưa có rửa ráy gì cả cho nên nó hơi bẩn một chút ạ.
Đấy, rất là đẹp. Đây quý vị và các bạn cùng xem này, tôi quay rất chi tiết nhá. Đấy, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản ạ. Khung gầm sắt xi, tất cả còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tôi quay thật sát, thật chi tiết để cho quý vị các bạn cùng xem. Chưa có dọn, chưa có rửa gì cả đấy. Và quý vị các bạn thấy đây, cái cụm đèn rất là mới này. Đấy, cụm đèn hậu này. Đấy, đèn hậu rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, cụm đèn này, đèn hậu này, cho đến đèn pha. Đèn pha đều rất là mới, rất là sáng. Mặc dù chưa được dọn, chưa được đánh bóng, chưa được có rửa ráy gì cả, nhưng chiếc xe rất là đẹp đấy. Đấy, rất là sáng. Màu đỏ đô quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Phiên bản XLS. Chiếc xe này được chủ xe đã lắp thêm đầu Android, có cả camera lùi đây quý vị bạn nhé. Đấy, camera lùi đầy đủ hết cả rồi, rất là đẹp này. Để tìm được một chiếc xe bán tải mà chạy ít thì rất là khó quý vị các bạn ạ. 2014 mà đến bây giờ tính ra 7 năm mà mới chạy có 10 vạn thì ở một chiếc xe khác thì là bình thường, như với những chiếc xe bán tải này thì quá là hiếm quý vị bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này của một anh bộ đội luôn ạ. Đấy, ông anh là bộ đội cho nên là đi xe rất là giữ gìn. Xe đã được dán phim cách nhiệt, lắp nắp thùng thấp đầy đủ hết cả rồi, cho nên là rất là đẹp. Về cái phần ngoại thất, khung gầm các thứ đều ok rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là cái phần keo chỉ của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa bên lái này ra, cửa trước bên lái này cho quý vị và các bạn cùng xem nè. Keo chỉ là còn nguyên bản hết quý vị và các bạn ạ. Đây là bẩn đây này. Cái bẩn keo chỉ nguyên bản này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu. Chiếc xe này rất là đẹp đấy ạ. Chúng tôi chưa có rửa gì đâu ạ, để nguyên đấy. Chiếc xe này tôi lấy về như thế nào là tôi đem ra đây tôi quay luôn cho quý vị các bạn cùng xem đấy ạ. Rất là đẹp. Đây, những cái này là không biết là chủ xe lắp thêm cái gì rồi. À đây, vẫn còn cái giấy của bác chủ xe đây ạ. Đấy, chủ xe đây quý vị các bạn này. Đây là chủ xe đây nhé. Đây là cái anh ấy làm bên quân đội, bộ tư lệnh pháo binh. Đấy, giấy này chắc là giấy để ra vào cổng cơ quan thôi, chứ nó không có cái này. Vị trí đỗ này, số 19 tầng 3. Đấy, vị trí đỗ đây là cái giấy ra vào cổng cơ quan rồi. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Ốc bản lề, cánh cửa này cũng rất là đẹp luôn, còn nguyên bản hết. Một chiếc xe chính chủ quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này có thể nói là chính chủ. Quý vị và các bạn có thể gặp trực tiếp chủ xe để làm việc luôn ạ. Tôi sẽ mời chủ xe ra cửa hàng chúng tôi cho quý vị và các bạn cùng xem, cùng làm việc. Vì chiếc xe này chúng tôi mua của một anh rất là quen. Đấy, ghế da rất là đẹp. Vô lăng cũng được bọc này, cho nên là còn rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, vô lăng này được bọc từ đầu mà mới chạy có 10 vạn chuẩn thôi, cho nên là nó đẹp lắm. Đấy, cần số này rất là đẹp, từ những cái trần đây quý vị các bạn này, trần cũng rất là mới, rất là sạch sẽ. Ông anh này rất là cẩn thận, toàn bảo hành bảo dưỡng tại hãng hết quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn có thể yên tâm, check hãng cái là ra hết lịch sử. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa sau bên lái này. Cánh cửa sau này. Đấy, keo chỉ cũng còn nguyên hết này. Keo chỉ của cánh cửa sau còn nguyên này. Ốc bản lề cũng còn nguyên hết này.
chưa có một phân keo chỉ nào mất. Nội thất rất là đẹp đấy. Để tìm được một chiếc xe khác chạy 10 vạn, 2014 chạy 10 vạn thì nó bình thường, nhưng mà chiếc xe bán tải mà chạy 10 vạn thì quá là ít. Đấy, chúng tôi để nguyên đây nhé, chưa có dọn, chưa có rửa gì đâu ạ. Nó hơi bẩn một chút. Đấy, nó hơi bẩn một chút nhưng mà dọn dẹp đánh rửa đi là nó sẽ sạch ạ. Đấy, còn nguyên bẩn của xe này này. Đúng là chất thật, bác nào mà thích mộc mạc, thích chưa dọn dẹp gì cả thì đây là chiếc xe mà các bác đang tìm đấy ạ. Đấy, chứ còn dọn dẹp bóng bẩy lên rồi thì cái đấy là chúng tôi làm đơn giản thôi. Nhưng mà nó toàn cộng thêm chi phí vào cho một chiếc xe thôi ạ. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần đồng hồ cũng như là những cái phần option bên trong nhé. Tôi nổ máy lên đây này. Đấy. Đấy, tôi đã nổ máy lên rồi quý vị các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét đây này, 10 vạn đây này, 108.000, tức là sắp được 11 vạn rồi quý vị bạn nhé. Đồng hồ này chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, không tua, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng. Nếu như quý vị và các bạn thấy check ở hãng hay check bất kỳ đâu mà thấy nó sai thì chúng tôi sẵn sàng đền tiền cho quý vị và các bạn. Đấy. Đây là cái màn hình Android mà chủ xe đã lắp thêm nhé. Đấy, đây là cái màn hình Android giải trí thông tin đa phương tiện, tích hợp cả camera lùi. Đấy. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Một chiếc xe 2014 có thể nói là hiếm có trên thị trường. Rất là hiếm có trên thị trường với một chiếc xe đẹp như thế này ạ. Những chiếc xe bán tải thì rất là nhiều thôi, nhưng mà để tìm được những chiếc xe đẹp thì nó cũng không có nhiều đâu ạ. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi có thể cam kết về chất lượng vì chúng tôi biết rõ nguồn gốc. Cam kết chất lượng, cam kết đồng hồ. Đấy, vì chúng tôi biết rõ nguồn gốc của chiếc xe, biết rõ chủ xe. Nên là chúng tôi sẵn sàng cam kết, sẵn sàng tặng tiền cho quý vị các bạn nếu như quý vị các bạn phát hiện ra chúng tôi tua đồng hồ. Và đây là chiếc nắp thùng sau quý vị các bạn nhé. Nắp thùng sau mà chủ xe lắp thêm đây ạ. Tôi mở cái nắp thùng sau này lên. Đang khóa rồi. Đây là nắp thùng sau. Nắp thùng sau đây quý vị các bạn nhé. Keo chỉ của cái thùng sau này cũng còn nguyên hết này. Keo chỉ của cái thùng sau còn nguyên, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Ông anh này là quân đội cho nên là cũng ít chở đồ, cho nên cái thùng sau nó còn đẹp như này đấy. Đấy, đằng sau rất là mới, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau bên phụ này cho quý vị các bạn cùng xem này. Cánh cửa sau bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đây quý vị bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết. Đây là cái tắp bi cửa trước bên phụ, keo chỉ cũng còn nguyên đây quý vị bạn nhé. Chưa có mất một tí keo chỉ nào cả. Đấy. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi vừa mới lấy về cái là tôi đem ra tôi quay, tôi chụp ảnh luôn, chứ tôi không có rửa ráy, không có dọn dẹp gì cả. Cứ vậy là tôi làm thôi. Cứ vậy là tôi chụp ảnh, tôi quay lên cho quý vị các bạn cùng xem thôi ạ. Tại vì như vậy nó thật, nó mộc mạc. Ốc còn nguyên hết đây quý vị các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên hết, chưa có tháo ra một cái ốc nào cả. Rất là mới, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Đấy, nó hơi bẩn một chút thì quý vị và các bạn thông cảm nhé. Do chiếc xe này chúng tôi mới lấy về cho nên nó hơi bẩn đấy. Đấy.
Sau 7 năm sử dụng với 10 vạn km và chiếc xe này động cơ còn rất là đẹp đấy quý vị bạn nhé, còn nguyên bản hết đây này. Chúng tôi mua về thậm chí là chúng tôi còn chưa rửa cơ, chưa có rửa bên ngoài, bên trong đều chưa rửa cho nên là nó hơi bẩn một chút thôi. Nhưng nó rất là thật quý vị các bạn ạ. Đấy, máy móc rất là ngon, máy móc còn nguyên bản hết đấy ạ. Chúng tôi cam kết là cái máy móc này còn nguyên bản ạ, vì 10 vạn chuẩn nó còn đẹp như thế này đấy ạ. Chúng tôi cũng không dọn dẹp gì đâu, chúng tôi để cho nó sạch, để cho nó nguyên bản. Đấy. Vì với một chiếc xe từ 2014 thì là cái như thế này là rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Máy như thế này đẹp lắm rồi đấy ạ. Quý vị và các bạn nào mà muốn nó đẹp long lanh hơn thì bây giờ là chỉ có đem đi dọn thôi, mất mấy trăm nghìn hoặc là mất khoảng triệu gì đấy thì dọn được cả xe. Còn nếu động cái động cơ thì có mấy trăm nghìn thôi là cái động cơ này nó lại đẹp như mới luôn đấy ạ. Đấy. Chỉ vài trăm thôi là cái động cơ này nó sẽ như mới. Đấy. Ốc ác là còn nguyên. Chúng tôi cam kết quý vị các bạn nhé, chúng tôi cam kết là động cơ nguyên bản và keo chỉ máy móc nguyên bản hết luôn ạ, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, cái điều mà chúng tôi cam kết ạ. Và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Nếu như quý vị và các bạn nào mà không yên tâm, có thể đem chiếc xe này vào hãng để kiểm tra. Đấy, còn nguyên bản hết luôn. Rất là mới. Keo chỉ của cabo cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết này. Nó bẩn quá quý vị bạn ạ, chúng tôi chưa có rửa cho nên là nhìn nó hơi bẩn một chút, thì quý vị các bạn thông cảm nhé. Những cái này thì chúng tôi để nguyên được, vì với những chiếc xe mà dọn máy nhiều nó cũng không tốt, sạch sẽ như thế này rồi thì không dọn nữa. Còn nếu như nó quá bẩn, dầu chảy nhiều hay là chuột nó vào nhiều thì mới phải cần đến dọn thôi. Còn nó như thế này, với một chiếc xe cũ là rất sạch rồi quý vị bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 459 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.